người bán ra đường luôn đó anh chị. À, hiện tại thì em đang có mặt trên đường Nguyễn Văn Linh nè. Hôm nay thức dậy sớm để chia sẻ đến anh chị một video về cái cảnh mà gốc phức của những con tôm con cá bó rau của anh chị. Phía sau lưng em chạy ngược lại là quốc lộ 50. Dạ, mến chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui vì được gặp lại mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay. Một buổi sáng sớm 4:30 rồi anh chị. Hôm nay cũng quyết tâm dậy sớm chia sẻ đến anh chị về những cô chú anh chị tiểu thương gần khu vực chợ Bình Điền anh chị. Em chạy thẳng, hướng em chạy thẳng là ra quốc lộ 1 đó, đường cửa ngõ phía Tây Sài Gòn. Giờ này đi làm như là muốn dẹp chợ hay sao đó anh chị. Thì lời đầu tiên em cũng xin chúc cho quý cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và cũng thật bình an trong cuộc sống. Một buổi sáng ngày hôm nay thì cùng cô chú anh chị trải nghiệm, tìm hiểu, dạo sớm cái khu vực đường Nguyễn Văn Linh nè anh chị, gần khu vực chợ Bình Điền. Vừa rồi thì qua anh chị thấy có nhiều cô chú cũng bán ở lòng lề đường. Thì khu vực này ít đó anh chị, phía trước còn nhiều hơn. Tại vì em cũng nghe nói có người quen nói là khu vực này chợ sớm lắm. Vì vậy là thức dậy sớm để chia sẻ đó anh chị. Ở phía trước anh chị thấy mọi người đi lấy hàng về đó anh chị. Xe quá chừng luôn. Này. Mọi người thức thật sớm anh chị. Mà giờ này có vẻ như là tan hết rồi. Em đi hơi trễ rồi. Về tranh thủ bán cái phiên chợ sáng đó chị, có cả xe ba gác. Có 4:30 là anh chị này muốn dẹp rồi. Đây là đường Nguyễn Văn Linh đó anh chị, khoảng chừng cách 10 năm trước á. Giờ này không dám đi con đường này đâu. Đèn đuốc rồi chưa có. Nhìn hớn. Trời ơi. Chưa anh chị, tại cái khúc vừa rồi là rải rác thôi một vài tiểu thương. Ở đây nè. Xe công chạy nhiều quá chị. Khu vực này thì khu vực chợ đầu mối đó anh chị, chợ Bình Điền. Để mà mọi người có cọng rau, có con tôm con cá thì gốc phức đó. Ngược lại cô chú anh chị mình phải thức một sớm để vận chuyển những cái mặt hàng dưới quê lên, rồi lên đây lại phân bổ rồi những người ở khu vực địa phương ra đây lấy về để mà bán buổi sáng. Thì nó cả một quá trình dài á, thì nó vận chuyển từ ở quê lên á để cho kịp bán buổi sáng. Mọi người bán trên cầu luôn nè. Thấy có vài cái đống rác có vẻ như là đi về rồi đó anh chị. Bốn giờ rưỡi sáng mà tấp nập anh chị, vui á. Trời ơi, ở phía trước nè, nó không phải kẹt xe nhưng mà nó ùn xe.
khác cái chỗ là người ta không có bán nhỏ lẻ, ta lấy mối không lấy nhiều, đủ các loại mặt hàng luôn, cả hải sản, tôm cá. Thì mấy cái chiếc xe ba gác, mấy xe tải á, thì người ta bọc bạc á, đó là những cái tôm cá đó gì. Còn đây là những mặt hàng rau củ hàng bông. Thì thấy nguyên đoạn dài luôn nè. Ký hành 28.000 ký ớt. Đó, thì thấy người ta chở rồi. Trời ơi, nguy hiểm. Để anh có cái cục vi trắng hơn trước, tắp vô đồ xe cô nè, loạn chọn. Bán dài bên này luôn anh chị. Nè, em đi vậy là hơi trễ rồi ha. Tại vì có nhiều chỗ dọn về luôn nè. Đèn đỏ trước mình để phải là vô chợ Bình Điền đó anh chị, vô đó thì giờ này rồi khỏi nói ha, kẹt xe luôn đó anh chị. Tại giờ đó là tiểu thương hoạt động rộn ràng rồi, những khu chợ đầu mối em đi thẳng luôn đó anh chị. Trong chợ Bình Điền trong đó là anh chị cũng biết rộn ràng luôn. Còn này là em chia sẻ về cái ô, mấy cô chú dừng đỏ quá, chở hàng bông công an không bắt hay sao, tai nạn không vấn đề xảy ra hay sao, cứ dừng đèn đỏ không. Hết gà luôn, xe mới đi được, chở quá trời chở mà. Sương mù nữa đó anh chị. Sáng nay cửa ngõ phía tây của Sài Gòn sương mù nè. Hàng bông cũng nhiều. Trước mặt em là cái chỗ cầu vượt quốc lộ 1 với Nguyễn Văn Linh đó anh chị. Cầu vượt Nguyễn Văn Linh Bình Chánh á. Em tới ra đó em quay đầu lại. Rồi bây giờ em chia sẻ đến đây là cũng xin kết thúc anh chị. Cái đoạn vừa rồi em chia sẻ anh chị về các cô chú mình buôn bán ở ngoài chợ Nguyễn Văn Linh tấp nập luôn, mặc dù trong kia là có cái chợ đầu mối Bình Điền, có thể là cô chú bán ngoài này để cho tiện đó. Rồi em cũng sẽ tiếp tục chịu khó dậy sớm để mà chia sẻ một số nơi của Sài Gòn gửi đến cô chú anh chị về những góc khuất, về những sinh hoạt, về những cái buôn bán, cái nhộn nhịp của Sài Gòn đến cô chú anh chị. Dạ rồi, em chào cô chú anh chị và hẹn gặp lại một cái video sau.